Man City dù giành chiến thắng nhưng chứng kiến một kỷ lục lần đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola, đó là tỷ lệ kiểm soát bóng. Thì chúng ta phải chứng tỏ một điều rằng là đội hình của Chelsea là một đội hình tiềm năng, đúng không anh Trần Minh? Cứ mỗi một vòng đấu trôi qua là mỗi một vòng đấu mà tôi chờ đợi Chelsea thử coi họ rớt một trận coi thì họ sẽ trở lại như thế nào với cái những cầu thủ trẻ này. Thì trận này họ rớt rồi, nhưng mà cái sự rớt của họ lại khiến cho tôi cảm thấy đội bóng này thật sự đã trưởng thành. Vì việc cầm bóng nhiều hơn đội bóng của Pep Guardiola là một chuyện mà gần như là không tưởng từ trước đến giờ. Từ khi Pep bắt đầu xuất quang ra, bắt đầu cầm quân, thì cái việc cầm bóng nhiều hơn ông ta là không tưởng. Nhưng mà trận này Chelsea có một bộ ba tiền vệ quá xuất sắc, một bộ ba tiền vệ mà có thể nói là công thủ quá sức toàn diện, Kante, Jorginho và Kovacic, những người có khả năng thoát pressing rất là tuyệt vời. Và chính cái điều đó đã giúp Chelsea có một thế trận coi rất là được trước Manchester City. Nhưng mà một lần nữa, bản lĩnh nó lại giúp Man City vượt qua. Và Chelsea chúng ta thấy một lần nữa họ lại thua một đội bóng ở trong top 4. Điều đó, nhưng mà Chelsea sẽ tiếp tục, tôi tin là họ có thể trở lại được với cách chơi này và họ sẽ giết tốt những cái đội bóng mà ở dưới cờ của họ. Chúng ta nói đến khu vực trung tuyến với bộ ba Jorginho, Kovacic, Kante và Pep Guardiola đã thừa nhận rằng là Chelsea đã chơi tốt hơn ở khu vực trung tuyến. Anh Quang Thành đánh giá về phát biểu này của Pep Guardiola. Thì theo mình coi thì mình cũng thấy thực sự trận đấu này bộ ba của hàng tiền vệ Chelsea kiểm soát bóng tốt hơn. Và mình rất thích Jorginho, cầu thủ di chuyển và thoát những cái pressing của Manchester, nhận được những cái pressing của Man City bể ra hết. Mình cảm thấy là cầu thủ này rất là quan trọng. Chính xác. Với bộ ba này tôi nghĩ rằng là không thua kém gì Manchester City. Nhưng cái quan trọng hơn rằng là Manchester City họ có những cá nhân xuất sắc hơn và quyết định trận đấu hơn. Đúng không Amobi? Đúng, tại vì kinh nghiệm và chất lượng của cầu thủ Man City hơi có thể hơn đội trẻ của Chelsea một chút. Nhưng nói về chuyên môn bóng đá hiện tại là nhiều huấn luyện viên thích coi cái clip video của đội bóng có thể là đội mạnh nhất, tại sao mạnh, tại sao yếu, thiếu cái gì. Đội của Pep Guardiola nhiều huấn luyện viên biết nếu mà không nhanh đội Man City sẽ băng lên, sẽ pressing lên đội hình cao, cho đội hình lên cao pressing lấy bóng lại sớm. Như trước thua Liverpool cũng làm như Chelsea làm này, bị coi nghĩ chắc chắn Lampard rút kinh nghiệm từ đội Liverpool. Đó này đã chuyền bóng nhanh và hàng tiền vệ của Chelsea cũng có khả năng chuyền bóng chính xác và theo cái nhiều cầu thủ quan trọng nhất của Manchester City người có thể để như Kevin De Bruyne, như Rodri có thể để không cho cơ hội, không mở ra nhiều khoảng trống cho kiểm soát bóng nhiều. Nhưng cầu thủ như Kante sức thể lực cũng nhiều, cũng tốt, có thể mang lên được về. Lampard lấy sử dụng cái khả năng đó của tiền vệ mình đó này đã gặp Man City, đó là lý do Chelsea đã kiểm soát được cái hàng vị trí trung thế nữa đó của trận vừa rồi. Nhưng biết nghe Pep Guardiola phát biểu của Pep Guardiola nói sau trận đó gặp Chelsea, chắc chắn năm nay nhiều đội top 6 sẽ gặp vấn đề, tại vì nhiều cầu thủ, nhiều đội bóng hiện tại không muốn đá lùi về nó, ai cũng muốn áp sát, ai cũng muốn tấn công hết. Bởi nghĩa là cái một trận đó có thể là đang bắt đầu thay đổi cái đặc biệt của hai ba câu lạc bộ như Man City và Liverpool. Đó. Pep có nói sau trận đấu rằng là tôi thấy hình bóng của Frank Lampard ở trong tôi. Vì Pep Guardiola cũng là một tiền vệ, Frank Lampard cũng là một tiền vệ. Và tôi nghĩ đó là một cuộc đối đầu thú vị giữa một người đã thành công và một người mới bước đầu vào băng ghế huấn luyện. Nhưng mà tôi thấy tiềm năng của Lampard rất lớn. Và anh có Minh có nghĩ rằng là Lampard có thể thành công hơn trong tương lai và có thể tiềm cận được với trình độ của Pep Guardiola hay không?
Điều này cũng rất là khó nói vì chúng ta chứng kiến rất là nhiều huấn viên họ vươn lên rất là nhanh, nhưng mà sau đó thì chúng ta không thấy họ đâu nữa. Với lại những người như Pep Guardiola thì tôi nghĩ là phải lâu, thiệt lâu thế giới mới có thể sản sinh ra một người, một cái người mà khiến cho chúng ta thay đổi cách chúng ta xem và cách chúng ta thưởng thức bóng đá. Hiện tại thì chúng ta chỉ nên dừng lại ở việc thừa nhận Frank Lampard thật sự là một huấn viên giỏi là cái thứ nhất, thứ hai rất là phù hợp với Chelsea, và cái thứ ba đã giúp cho cái lối đá pressing nó lại có những cái màu sắc mới. Vì chúng ta thấy cái lối pressing của Chelsea khác với pressing của Liverpool và khác với lại pressing của Man City.